bí mật đằng sau quái vật khiên đào khổng lồ, nuốt chửng núi đá trong nháy mắt. Bạn hãy quan sát bên trong khối đá này, đột nhiên xuất hiện một cỗ máy hình đĩa tròn khổng lồ. Những người xung quanh không hề sợ hãi, thậm chí còn vỗ tay reo hò. Đó chính là cỗ máy khiên đào, được đặt tên như vậy bởi hình dáng giống cái khiên TBM. Công việc chính của khiên đào là nó hàng ngày cạp đất mà ăn, xuyên qua núi lớn để xây dựng đường hầm. Cảnh vừa rồi là hình ảnh nó đào xuyên qua núi từ bên này sang bên kia, không chỉ đào thẳng mà có thể đào vòng quanh hình bán nguyệt. Trên đĩa cắt đường kính từ 1,5 đến 17 mét của khiên đào có đến 5 loại đầu dao khác nhau, mỗi loại có chức năng riêng. Dù trong núi có loại đá gì, khiên đào cũng có thể dễ dàng xuyên qua. Nguyên lý hoạt động là đĩa cắt quay và đẩy các mảnh đá vụn về bốn phía. Một phần được dùng để gia cố thành hầm, phần còn lại rơi xuống khoảng trống rồi đưa lên băng tải ở giữa để máy hút bụi loại bỏ ra bên ngoài. Sau đĩa cắt là kích thủy lực, sẽ đẩy đĩa di chuyển về phía trước để cắt. Sau mỗi 2 mét, khiên đào dừng lại, lấp đầy phần trống bằng ống, rồi đổ bê tông để tạo thành cấu trúc hình vòng. Khiên đào liên tục lặp đi lặp lại quy trình trên, cho đến khi đào xuyên qua toàn bộ núi và hoàn thành đường hầm. Đây thực sự là một công nghệ rất ấn tượng, bạn nghĩ sao về chiếc máy này?